Thực hiện quyết định số 238QDTU ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban chấp hành Trung ương về Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cung cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộng, nhân dân quan tâm. Vừa qua giữa Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Công thương đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 phát biểu tại lễ ký bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nhấn mạnh bộ công thương là cơ quan của chính phủ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành về kinh tế ngành đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động của ngành công thương không chỉ diễn ra trên lãnh thổ việt nam mà còn vươn đến hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ và là đối tác kinh tế thương mại của việt nam trên thế giới bộ trưởng hy vọng thông qua quy chế phối hợp này Bộ Công Thương sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoạt động của ngành công thương luôn đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với thực tiễn tình hình. Phát biểu tại lễ ký, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Bộ Công Thương là bộ đầu tiên phối hợp với Ban Tuyên giáo để thực hiện sự phối hợp theo quyết định 238. Đồng thời, kỳ vọng thông qua chương trình phối hợp này hai cơ quan sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực hiệu quả cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông triển khai thực hiện và tổng kết các nghị quyết chỉ thị của đảng và xây dựng các chương trình kế hoạch đề án triển khai trong các lĩnh vực của ngành công thương